Chắc chắn chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh to lớn và tràn đầy sức mạnh của các loài khủng long bạo chúa T-Rex hay Tarbosaurus. Tuy nhiên, tổ tiên của chúng hay các chi khủng long bạo chúa khác chỉ là những theropod bé nhỏ đã từng phải lẩn trốn để không trở thành bữa ăn của những loài thú săn mồi khác. Một loài khủng long đã sống sót qua cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt của kỷ Jura để hàng triệu năm sau, các hậu duệ của chúng đã trở thành những sinh vật thống trị và đứng đầu chuỗi thức ăn trên các lục địa của thế giới cổ đại. Đó chính là quan long, tổ tiên khủng long bạo chúa và mắt xích bị lãng quên trong số thứ tư của series Hồ sơ bạo chúa. Mắt xích bị lãng quên. Tyrannosauridae có nghĩa là bạo long hay khủng long bạo chúa. Đây là một họ bao gồm những kẻ ăn thịt khét tiếng như T-Rex, Tarbosaurus hay Gorgosaurus đã thống trị châu Á và Bắc Mỹ suốt giai đoạn 20 triệu năm cuối kỷ Creta. Chúng rất dễ nhận biết với các đặc điểm như kích thước khổng lồ, đa số dài từ 9 đến 13 mét, sở hữu những cái đầu to cùng nhiều răng sắc, các chi trước thoái hóa với chỉ hai ngón tay trái ngược với các chi sau to khỏe. Sự phong phú về mặt số lượng cũng như mức độ nguyên vẹn của các hóa thạch đã khiến cho các khủng long thuộc họ này thành chủ đề ưa thích của các nhà cổ sinh vật học. Tuy nhiên, các đặc trưng của họ Tyrannosauridae đã che mờ nguồn gốc của chúng trong cây tiến hóa. Sự thay đổi để thích nghi những đặc tính hiện diện trong các loài bạo long ở cuối kỷ Creta như T-Rex, Gorgosaurus hay Tarbosaurus đã làm biến đổi hộp sọ, các chi và đốt sống của chúng, qua đó che mờ đi nhiều vết tích của các thế hệ khủng long tổ tiên. Trong phần lớn của thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học sau thế hệ của Henry Fairfield Osborne đều cho rằng các bạo long là hậu duệ cuối cùng của những loài Carnosauria như Allosaurus hay Acrocanthosaurus. Nhưng vào cuối những năm 1990, xuất phát từ những nguyên lý phân nhánh, phương pháp này đã cho phép đặt ra các giả thuyết có thể kiểm tra được, hiện nay được xem là cách phân tích quá trình tiến hóa tốt nhất. Một giả thuyết mới được đặt ra cho rằng các bạo long tiến hóa từ những khủng long Coelurosaur nhỏ bé và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, khi mà nguồn gốc tiến hóa của các loài bạo long vẫn chưa được làm rõ, vẫn còn nghi vấn đặt ra rằng liệu những đặc điểm về giải phẫu chung giữa các khủng long Tyrannosaurus và các loài Coelurosaurus khác là Compsognathid, Ornithomimosaur hay Carmaniraptoran có lông vũ là vì chúng có chung nguồn gốc hay chỉ đơn thuần là kết quả của những quá trình tiến hóa hội tụ. Để trả lời câu hỏi này, cần phải tìm được các hóa thạch của các tổ tiên xa xưa hơn của các loài khủng long bạo chúa. Trong vài năm gần đây, đã có nhiều hóa thạch như vậy được khám phá. Một trong số đó là Aplachiosaurus, có quan hệ rất gần gũi với họ Tyrannosauridae cả về kích thước lẫn giải phẫu, và cũng giống như những người họ hàng của chúng là động vật ăn thịt đầu bảng trong địa bàn của mình. Một loài khác là Eotyrannus, có kích thước nhỏ hơn con trưởng thành, dài khoảng 4,5 mét và có chi trước dài hơn với 3 móng vuốt đặc trưng của bộ Coelurosaur. Chúng chỉ là loài có sức mạnh thứ hai, chỉ xếp sau các Allosauroid và Spinosaurus trong môi trường sống của mình. Vào năm 2004, Su Sinh và các cộng sự của mình đã mô tả loài Dillon sống vào đầu kỷ Creta. Đây là một loài khủng long ăn thịt có kích thước chỉ dài 1,5 mét và có protofeather. Cho đến nay, các loài khủng long này được xem là các thành viên sớm nhất của siêu họ Tyrannosauridae, gồm các bạo long và họ hàng thân thuộc của chúng. Bạo chúa Tân Cương. Thế kỷ 21, Trung Quốc nổi lên như một điểm đến ưa thích của giới khảo cổ khi liên tục có nhiều phát hiện quan trọng, chẳng hạn như khu vực Liêu Ninh với hệ sinh thái vô cùng đa dạng, là nơi đã khai quật được dấu tích của các loài khủng long có lông vũ, động vật có vú nguyên thủy hoặc thực vật có hoa từ 110 đến 128 triệu năm trước. Xa hơn về phía tây của sa mạc Gobi là vùng đất Tân Cương đầy bí ẩn, nơi ghi dấu một thời về con đường tơ lụa huyền thoại. Ẩn sâu trong những khối đá đầy màu sắc có niên đại từ giai đoạn hậu kỷ Jura ở khu vực vịnh Ngũ Thái cằn cỗi thuộc bồn địa Jungle ở Tân Cương là những hóa thạch của niên đại từ 156 đến 161 triệu năm trước. Các bãi hóa thạch nơi đây thuộc hệ tầng Shishugou, phía trên thuộc Trung Jura còn phía dưới sẽ thuộc kỷ Tiền Jura. Năm 2002, các giáo sư Từ Tinh thuộc Viện Cổ sinh động vật có xương sống và cổ nhân loại học Trung Quốc cùng với Jim Clark của Đại học George Washington trong chuyến khảo sát lần thứ 6 đến khu vực này đã khai quật được hai bộ hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt chưa từng được biết đến trước đó. Mẫu vật định danh được ký hiệu là IVPP-V14531 là bộ xương tương đối hoàn chỉnh của một cá thể trưởng thành.
Nằm ngay bên dưới nó là mẫu vật phụ với ký hiệu IVPP V14532 thuộc về một con non với mức độ nguyên vẹn, thậm chí còn cao hơn và vẫn còn đủ các khớp xương. Có lẽ nó đã bị con trưởng thành đè lên sau khi chết. Cả hai con vật được xác định tử vong vì cùng một nguyên nhân, bị sa vào hố bùn tạo ra bởi dấu chân của một sauropod khổng lồ. Có khả năng đây là loài Mamenchisaurus và kẹt lại trong đó. Phân tích mô học cho thấy độ tuổi trưởng thành của loài này là 7 tuổi và cá thể lớn hơn bị sa lầy tử vong ở độ tuổi 12, trong khi con nhỏ hơn chết khi vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển lúc 6 tuổi. Do sự khác biệt về độ tuổi nên có thể dễ dàng quan sát được các thay đổi trong quá trình trưởng thành như con non có hốc mắt và bàn tay có tỷ lệ lớn hơn cũng như chi sau dài hơn. Điểm đáng chú ý là trên phần hộp sọ của các con vật đều có một cái mào tạo nên bởi các phần xương mũi hợp lại. Ở con non, phần mào tương đối nhỏ và chỉ giới hạn ở phần trước mũi, trong khi mào của con trưởng thành có kích thước lớn hơn rất nhiều. Dựa vào đặc điểm này, vào năm 2006, loài khủng long này đã được giáo sư Từ Tinh và các cộng sự mô tả chính thức đặt tên là quan long u thai, có nghĩa là ngũ thái quan long hay loài rồng có mào vùng ngũ thái. Bộ xương gốc hiện nay đang được trưng bày tại Viện Cổ sinh động vật có xương sống và Cổ nhân loại học Trung Quốc. Tổ tiên của khủng long bạo chúa. Giáo sư Từ và các cộng sự phân tích giải phẫu của quan long cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm trung gian giữa khủng long Coelurosaur và các loài bạo long thuộc siêu họ Tyrannosauridae. Có thể nói đây chính là mắt xích còn thiếu để chứng minh rằng các Tyrannosauridae đã tiến hóa từ khủng long Coelurosaur, quan long sống vào đầu giai đoạn hậu kỷ Jura cùng với thời điểm của các Compsognathid và Maniraptoran, cho thấy sự phân nhánh trong quá trình tiến hóa của các khủng long Coelurosaur đã diễn ra vào thời điểm 160 triệu năm trước. Trên thực tế, nguồn gốc của các Coelurosaur nói chung và các Tyrannosauridae nói riêng có thể còn xa xưa hơn. Mặc dù ngoại hình có rất ít đặc điểm để khiến người ta nghĩ rằng đây là một họ hàng của một bạo long đáng sợ kỷ Creta, nhưng dựa theo 7 đặc điểm về mặt hình thái, bao gồm cấu trúc răng, hình dạng của các lỗ tự nhiên trên hộp sọ và các đặc điểm của khung chậu, quan long vẫn được xếp vào siêu họ Tyrannosauridae. Như vậy, loài khủng long nhỏ bé này trở thành một trong những tổ tiên lâu đời nhất được tìm thấy cho đến nay của T-Rex và các họ hàng khổng lồ của chúng. Các hóa thạch quan long U-Tai phát hiện được là các bộ xương thuộc siêu họ Tyrannosauridae được bảo quản tốt nhất từ trước cho tới nay. Nhìn vào đó, chúng ta có thể hình dung được sự biến đổi trên quá trình tiến hóa từ các Coelurosaur trở thành các bạo long vào thời điểm 95 triệu năm trước, khi các loài bạo long cuối cùng và nổi tiếng nhất như T-Rex biến mất khỏi trái đất. Theo giáo sư Clark, quan long thuộc về một nhánh đã phân hóa rất sớm trong quá trình tiến hóa của các bạo long, vì vậy chúng không mang nhiều đặc điểm giống với những hậu duệ khét tiếng của mình. Trong số những nghiên cứu thời gian gần đây, quan long được xếp trong cùng nhánh với Proceratosaurus và Calicus, tạo thành họ Procitosauridae cùng các thành viên khác Sinotyrannus, Duratyran và Stoxosaurus. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu khác vào năm 2014, đã loại Stoxosaurus ra khỏi họ này. Quan long U-Tai là loài có kích thước nhỏ nhất trong họ Tyrannosauridae, chỉ sau Dilong. Con trưởng thành chỉ cao khoảng 1,1m tính đến phần hông và dài khoảng 3m từ mõm đến đuôi. Kích thước nhỏ bé là một trong các đặc điểm khiến cho quan long giống với khủng long Coelurosaur hơn là các loài bạo long sau này. Bên cạnh các đặc điểm chung của các loài khủng long thuộc siêu họ Tyrannosauridae, bao gồm cấu trúc răng hình chữ U ở xương tiền hàm trên, hai xương mũi hợp lại là một, quan long cũng mang nhiều đặc điểm sơ khai hơn, ví dụ như có chi trước dài với 3 móng vuốt ở mỗi bàn tay. Ngoài ra, một số đặc điểm của khung chậu cũng giống kiểu đặc trưng của các theropod giai đoạn kỷ Trias tới giữa kỷ Jura hơn là các loài sau đó, mặc dù các đặc điểm này vẫn hiện diện ở một số Coelurosaur khác. Có khả năng quan long cũng được bao phủ bởi một lớp protofeather giống như loài khủng long được tìm thấy trước đó và có quan hệ gần gũi với chúng, đó chính là Dilong. Đặc trưng của quan long nằm ở phần xương mũi hợp lại thành một cấu trúc giống như cái mào nằm ở phần mõm của chúng. Tất cả các chi thành viên Tyrannosauridae đều có những chi tiết trang trí dọc theo xương mũi, ví dụ như sừng nhỏ xếp thành hàng ở Aplachiosaurus và Aliorhamus. Nhưng quan long là chi duy nhất trong siêu họ này sở hữu một cái mào ấn tượng đến như vậy. Các mào này phổ biến ở những theropod giai đoạn trung và hậu kỷ Jura như Ceratosaurus hay các loài Coelurosaur nguyên thủy như Proceratosaurus và Monolophosaurus. Cấu trúc này rất mỏng manh, chỉ dày 1,5mm và bên trong chứa đầy các túi khí, cho thấy nó chủ yếu sẽ được dùng để trang trí thay vì làm vũ khí.
hóa thạch của cá thể quan long chưa trưởng thành hơn, có cái mào nhỏ hơn cho thấy khả năng nó liên quan đến sự trưởng thành về mặt tính dục. Quan long sinh sống trong những khu rừng lá kim và dương xỉ khổng lồ, nơi khí hậu luôn luôn thay đổi với mùa hè ấm và ẩm ướt, trong khi mùa đông thì khô lạnh. Thức ăn của chúng bao gồm các loài khủng long nhỏ hơn, động vật có vú. Trái với các hậu duệ của chúng đứng đầu chuỗi thức ăn, quan long cũng có thể trở thành bữa ăn cho các loài khủng long ăn thịt lớn hơn như loài Yantranosaurus hay Monolophosaurus. Quan long, tổ tiên khủng long bạo chúa và mắt xích bị lãng quên, một loài khủng long đã sống sót qua cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt của kỷ Jura, để hàng triệu năm sau, các hậu duệ của chúng trở thành những sinh vật thống trị và đứng đầu chuỗi thức ăn trên các lục địa của thế giới cổ đại. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.